Ngày 27 tháng 10, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An, sông Sài Gòn lên cao, vượt mức báo động 3. Cụ thể, ngày 28 tháng 10, tức ngày 14 tháng 9 âm lịch, mực nước đạt 1,61 m lúc 4 giờ và 1,63 m lúc 15 giờ 30 phút. Ngày 29 tháng 10, tức ngày 15 tháng 9 âm lịch, mực nước đạt 1,64 m lúc 4 giờ 30 phút và 1,70 m lúc 16 giờ 30 phút. Ngày 30 tháng 10, tức ngày 16 tháng 9 âm lịch, mực nước 1,64 m lúc 5 giờ 30 phút và 1,70 m lúc 17 giờ 30 phút. Ngày 31 tháng 10, tức ngày 17 tháng 9 âm lịch, mực nước đạt 1,59 m lúc 6 giờ và 1,61 m lúc 18 giờ 30 phút. Để chủ động ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10 năm 2023, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các lực lượng chức năng sẵn sàng triển khai phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường, xả lũ. Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố.